AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay Sòi Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile sắp được phát hành tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Đế Quốc Quật Khởi. Một con game chiến thuật đến từ nhà hành Mộc Game. Đây sẽ là một tựa game mang chủ đề chiến thuật và dành cho những bạn nào mà thích kiểu game chiến thuật nó giống kiểu game đế chế ấy, anh em, kiểu như vậy. Chúng ta sẽ có rất là nhiều nền văn minh khác nhau và các bạn sẽ lựa chọn cho mình một nền văn minh và từ đó thì các bạn sẽ phát triển cho mình một quốc gia riêng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá phiên bản tiếng Việt của tựa game Đế Quốc Quật Khởi đấy nhá. Mình rất là may mắn khi có cơ hội được trải nghiệm sớm phiên bản tiếng Việt của tựa game này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và trải nghiệm tựa game này thôi. Ok, sau khi bước vào game thì các bạn sẽ chọn cho mình một trong ba nền văn minh nhá. Đầu tiên đó là Rome này. Đấy. Mỗi một cái nền văn minh thì nó sẽ mỗi một đế chế, gọi là đế chế đi, thì nó sẽ có những cái lịch sử khác nhau. Chúng ta sẽ có Rome này, có Assyria này và Xiang. Bạn nào mà chơi game đế chế là sẽ biết Xiang này rồi đúng không? Chúng ta Xiang là cố hương của người Mông Cổ đấy. Có lẽ mình sẽ chơi Xiang đi. Đấy. Hồi xưa đi chơi đế chế mình cũng rất là thích chơi Xiang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game nhá. Con game đế chế của Quật Khởi này thì là chơi theo kiểu màn hình dọc nha mọi người nhá. Đấy, game đã, đây là phiên bản tiếng Việt rồi. Đồ họa kiểu 2.5D. Rất là đẹp và chi tiết luôn anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ làm chủ một vùng đất này. Chọn bộ đôi này, điều phái lính đi thăm dò, mở rộng vùng đất của mình. Rồi, chúng ta sẽ lãnh chúa hãy. Đây là phiên bản tiếng Việt nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ đi cứu viện này, chiến đấu. Đấy, game này game đồ họa 2.5D thôi nhưng mà mình thấy nó làm hiệu ứng rất là đẹp và chi tiết anh em ạ. Các bạn nhìn ý là cái phần thiết kế trang phục của đế chế của các bạn nhá. Rồi đấy, các cái hiệu ứng cháy nổ đây. Như mình đã nói thì con game Đế Quốc Quật Khởi này nó sẽ khiến nhiều anh em liên tưởng đến tựa game đế chế anh em nhá. Đây, chúng ta có nông dân này, chúng ta sẽ đi xây thành, rồi đào vàng, rồi trồng ruộng các thứ. Đó, nó mang, tức là nó không thể giống đế chế 100% được, nhưng mà khi mà các bạn chơi con đế chế Quật Khởi này, các bạn sẽ có nhiều liên tưởng đến tựa game đế chế. Đấy, một tựa game chiến thuật thời gian thực rất là hấp dẫn. Đấy, tất nhiên là như mình đã nói là không phải 100%, nhưng mà cũng về cơ bản là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ làm gì đây? Ủa, hẹo rồi. Thử lại. Đây, phải kéo này ra đúng không? Ủa, khó thế. Bấm này lên tiếp này. Ủa, cái này nó giống với cái quảng cáo ở trên mạng ấy à. Đấy, rồi, và nhận thưởng. Nó giống với cái quảng cáo trên mạng dã man. Rồi, chúng ta đã mở chiến dịch, có thể mở khóa thêm. À, tức là game nó sẽ tích hợp những cái mini game nhỏ ấy. Là mình nhớ đến mấy cái liên tưởng mấy quả quảng cáo ở trên Facebook. Mấy con game nó toàn lừa thôi, nhưng mà game này nó không lừa nha anh em nhá. Đấy, nó sẽ có tích hợp những cái mini game giải đố rất là thú vị. Cũng là một cái nét hay. Rồi, chúng ta quay trở lại với đế quốc Quật Khởi đi. Thì với tựa game Đế Quốc Quật Khởi này, các bạn sẽ đi nâng cấp nhà này. Đó, các bạn thấy làm rất là chi tiết nhá. Các bạn thấy nhìn không? Nông dân này, nó đang xây dựng này. Nó làm cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, các bạn thấy là vì là mình là đế chế Mông Cổ nên các bạn thấy là công trình của mình nó sẽ mang hơi hướng của châu Á nhá mọi người nhá. Ví dụ các bạn chọn Rome thì nó sẽ mang hơi hướng là của phương Tây. Đấy, đây là một cái điểm hay của tựa game Đế Quốc Quật Khởi này. Rồi, chúng ta có mỏ vàng này, chúng ta sẽ cử nông dân đi đào vàng, đào khoáng, anh gọi là đào khoáng đấy. Nguyên liệu trong game này thì có gỗ này, có lúa này, có đào khoáng. Đấy. Quặng vàng các thứ. Rồi chúng ta đi nâng cấp này. Đấy, thời gian nâng cấp thì nó sẽ mất thời gian nhá, và các bạn có thể bắt đầu sẽ được miễn phí nâng cấp. Đấy, nâng cấp nhà dân các thứ. Với cái kiểu game màn hình dọc này thì các bạn sẽ chơi bằng một tay rất là thoải mái luôn. Đó, nhận vàng này. Đó, chúng ta sẽ có vàng. Ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ xây dựng bộ binh doanh để có thể chiêu mộ thêm lính. Đây, chúng ta sẽ đi chiêu mộ miễn phí. Bên ban đầu sẽ được miễn phí tăng tốc. Đây, chúng ta sẽ có nhà lính đấy, anh em hay gọi là nhà lính đấy anh em ơi. Tiếp tục này, tăng cấp bộ binh doanh. Đây, tăng cấp nhà lên cấp 2. Đấy, đủ nguyên liệu thì các bạn sẽ tăng cấp ngay. Ban đầu thì game nó sẽ cho các bạn tăng tốc miễn phí nhá. Sau này các bạn nâng cấp thì nó sẽ có tốn thời gian hơn. Tất nhiên là anh em có thể sử dụng các cái vật phẩm để giúp tiết kiệm cái thời gian chờ. Rồi nhá, đã level 4 rồi, chúng ta sẽ đi huấn luyện và chiêu mộ lính. Đấy, lính thì ban đầu các bạn sẽ lính bậc 1 nhá, và các bạn nâng dần lên. Lính thì nó sẽ chia là kỵ binh, bộ binh và cung binh, có sự khắc chế lẫn nhau. Đấy, nó chỉ có 3 binh chủng như vậy thôi. Tăng tốc huấn luyện này, sử dụng vật phẩm tăng tốc. Đó, các bạn này sử dụng vật phẩm tăng tốc cho nó nhanh. Rồi,
chúng ta đã có bộ binh. Sau khi có bộ binh rồi thì các bạn thể đi chiến đấu để có thể gọi là... À đây, từ từ đã, mình đang bị tấn công này, chúng ta sẽ phòng thủ, chống đỡ một lần tấn công của phản quân. Đấy, chúng ta sẽ vào tấn công nhanh. Cái phần chiến đấu này thì nó tự động thôi anh em ạ. Đấy, các bạn, mình sẽ sử dụng tăng tốc lên cho nhanh. Nhưng mà nó làm rất là chi tiết nha mọi người nhá. Thiết kế lính nó nhìn phát là nhận ra là binh chủng nào, nó rất là chuyên biệt luôn. Mình đánh giá khá cao cái đồ họa của con game Đế quốc quật khởi này. Mặc dù nó đồ họa 2.5D thôi nhưng mà nó rất là chi tiết. Từ các cái công trình này, việc thiết kế lính này, đấy, tài nguyên các thứ nó thiết kế cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, rồi tăng cấp nhà lên này. Đấy, tăng cấp miễn phí. Rồi, tăng cấp bài gỗ lên level 2. Đấy, ban đầu thì được nâng cấp miễn phí thì cứ nâng cấp thôi. Con game này sẽ sắp ra mắt thôi anh em nhé. Mình nhắc lại là chưa chính thức ra mắt đâu. Ở đây là mình rất là may mắn có cơ hội được trải nghiệm sớm thôi anh em ạ. Tăng cấp miễn phí này. Rồi, ok. Rồi, tăng cấp xưởng sai bột. Đấy, chúng ta sẽ có kiếm lúa mì ấy. Đây là lương thực để có thể phát triển, xây dựng tài nguyên. Rồi, chúng ta sẽ có bản đồ thế giới nhá. Ở bản đồ thế giới này thì các bạn sẽ mở đi xâm chiếm tài nguyên, mở rộng lãnh thổ anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ tìm tiêu diệt phản công và các bạn chọn tiến công, tăng binh lên và tấn công. Đây, còn thấy có độ dài này và nó sẽ tự động chiến đấu cho mọi người. Rồi, tăng cấp thành trung tâm lên level 3. Cái hay của con game Đế quốc quật khởi này, khi mình nâng cấp nhà ấy, nó sẽ có sự biến đổi. Đấy, rồi chúng ta sẽ đến với thời kỳ đầu đồng. Các bạn thấy không, tường thành lúc đầu là thời kỳ nó chỉ là tường gỗ thôi. Các bạn thấy khi mà mình nâng cấp nhà lên nhá, nó sẽ có sự biến đổi cực kỳ chi tiết lên. Bây giờ tường thời kỳ đồ đồng rồi, tức là game này nó sẽ đi theo từng thời kỳ ở nền văn minh nhân loại ấy, đồ đồng, đồ sắt các kiểu ấy, rất là chi tiết, rất là hay luôn. Đấy, không phải game mobile chiến thuật nào cũng làm được như con Đế quốc quật khởi này đâu anh em ạ. Thật sự là con game này nó làm rất là chi tiết về phần các cái phần đế chế, nền văn minh, rồi chi tiết về mặt đồ họa rất là ok nha. Mình đánh giá khá cao thử game này. Nói thật với anh em là Sói Bạc là một người không phải là người thích thể loại game chiến thuật này đâu. Vì nói chung là do sở thích cá nhân thôi. Nhưng mà cái gì khen thì mình vẫn phải khen. Đối với con Đế quốc quật khởi này, mình khen về mặt chi tiết, về mặt đồ họa này, rồi về mặt xây dựng các cái nền văn minh. Đấy, mặc dù là chưa nhiều, chỉ có 3 nền văn minh thôi, nhưng mà mỗi một nền văn minh nó sẽ có những cái đặc trưng riêng. Rồi chi tiết về mặt gameplay mình thấy là cũng khá là hấp dẫn. Cũng chưa hẳn là quá mới lạ nha. Nhưng mà một lối chơi chiến thuật dành cho những người đam mê chiến thuật anh em ạ, thì mình nghĩ là đánh giá cũng rất là ok rồi. Đấy, tựa game này mình thấy là nếu bạn nào là một người yêu thích nền thể loại game chiến thuật mà kiểu chiến thuật nó không phải là chỉ có một chủ đề như kiểu Tam Quốc đâu, mà chiến thuật theo kiểu là nó sẽ có nhiều nền văn minh để các bạn phát triển ấy, kiểu đế chế kiểu thế đấy, thì mình nghĩ là cái con Đế quốc quật khởi này nó rất là phù hợp với mọi người đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm nha. Trang bị dao găm cho anh hùng. Đây, chúng ta sẽ có phần hero. Đấy, các bạn tướng đấy mọi người, các bạn để lắp cho. Sau này các bạn để chiêu mộ thêm tướng nhá. Và tất nhiên rồi, game chiến thuật mà sau này các bạn để xây dựng nhiều đội hình khác nhau và cùng một lúc thì có thể tiến đánh nhiều mục tiêu. Cái này là đặc trưng của dòng game chiến thuật ở trên mobile rồi. Rồi, vượt ải chiến dịch này, chúng ta cũng có tính năng vượt ải đó. Nút tăng tốc 2 đâu, thậm chí sau này các bạn có thể bỏ qua cũng được. À, cái việc quan trọng là các bạn phải nâng cấp tướng lên. À, rồi cứ chiến đấu vượt ải thôi. À, nó sẽ tự động chiến đấu mọi người nhé, các bạn sẽ không cần phải thao tác quá nhiều. À, lính này của mình làm rất là chi tiết rồi, mình sẽ bỏ qua nhanh luôn. Rồi, ban đầu thì cứ làm nhiệm vụ thôi anh em ơi. Đấy, đang cấp 11 rồi, game lên cấp cũng khá là nhanh. Ở đây có phần hộp thư này. À, có thẻ đổi tên. Rồi một số thông báo khác. Đây, phần thông báo chiến đấu. Trang bị dây thừng ném đá, lắp trang bị vào cho tướng. Sau này có thể tăng cấp tướng lên này. Đó. Đấy, các bạn có thể tăng cấp tướng của mình. Cấp tướng không được vượt quá cấp của nhân vật chính nhé mọi người nhé. Ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ cho mình thôi. Đấy, ban đầu chúng ta cứ đi làm cái nhiệm vụ mà game hướng dẫn để có thể làm quen với các cái tính năng của game. Đấy, chúng ta có kỵ binh đối với bộ binh. Các bạn phải nhớ là game này thì nó có 3 binh chủng thôi và nó sẽ có sự khắc chế lẫn nhau, cũng rất là dễ nhớ anh em nhé. Ồ, chỉ được 2 sao này, tức là đội hình của mình cũng khá là yếu đấy. Tí nữa sẽ phải nâng cấp thêm anh em ạ. Cái này để nâng cấp anh hùng. Phần trang này chưa mở, cấp 40 thì sẽ mở hệ thống quốc gia. À, bây giờ chưa mở anh em ơi. Vượt ải chiến dịch.
tiếp tục vượt ải nhá, đang lên level 12 rồi. Chắc là phải qua cái chương 1 chiến dịch này. Nói chung là game thì cũng dễ chơi thôi. Mình là một người không thích chơi game chiến thuật, nhưng mà khi mà chơi cái con game đế quốc cật khởi này thì nó cũng rất là kỹ và nó thật là dễ hiểu. Chơi game nó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Rồi chúng ta có tính năng chiêu mộ anh hùng này. Đấy, các bạn sẽ có thêm anh hùng mới Wallace. Ồ, nhưng mà anh hùng này thì nó sẽ không theo quốc gia nhé. Tức là các bạn để chiêu mộ tùm lum các anh hùng lên. Rồi tăng cấp nhà chính miễn phí này, các bạn thấy không? Có sự thay đổi về các cái công trình ấy. Rồi đến thời kỳ hỗn loạn rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ xây dựng học viện này. Đây, mở khóa thêm các cái công trình mới để các bạn thể xây dựng thêm. Đó, miễn phí thời gian tăng tốc này. Học viện này chỉ để nghiên cứu, các bạn để nghiên cứu phát triển tài nguyên, cơ sở chiến đấu và tiến bậc chiến đấu. Cái phần nghiên cứu này rất là quan trọng luôn. Ví dụ các bạn, ví dụ như là nâng tài nguyên thì các bạn có thể, đây, từ từ tăng cấp nhà đã thì nó sẽ chỉ dẫn. Mình là hơi cầm đèn chạy trước ô tô đấy. Đây, cải thiện sản xuất này. Ấn vào đây. Cải thiện sản xuất thì sẽ thu hoạch được nhiều hơn, kiểu kiểu như vậy. Tăng cấp bài gỗ lên cấp 2 này. Đấy, ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ thôi và thực sự là cũng rất là dễ hiểu. Sau này thì các bạn có thể gia nhập liên minh, chiến đấu các thứ. Bánh cuốn phết đấy. Bạn nào mà thích game chiến thuật là thể loại này rất là nghiện luôn nhá. Cực kỳ nghiện luôn. Nó không kiểu của dạng game cày cuốc, nhập vai cày cuốc. Nó tốn thời gian và nó kiểu tùy thuộc lực chiến ấy. Game này thì nó cũng cần có sự tính toán và khá là hay. Rồi, chúng ta sẽ xây dựng kho nha. Đấy, rất là nhiều công trình nó sẽ mở khóa dần anh em ạ. Hiện tại là mình vẫn đang trong giai đoạn tân thủ nên là game nó hướng dẫn tận răng luôn. Cái này thì bạn nào mà lần đầu tiên chơi cái thể loại này thì mình nghĩ là các bạn mất khoảng 20-30 phút để có thể hiểu game nhé. Nó sẽ lâu hơn những thể loại game MMORPG thông khác. Bởi vì dạng game chiến thuật này thì nó phải chơi từ từ để hiểu ấy. Không thể hiểu ngay được đâu. Nên là nó sẽ hơi mất thời gian hơn một chút so với những game khác. Nhưng mà với những cái thể loại game khác ấy. Nhưng mà một khi các bạn đã thích rồi thì sẽ các bạn sẽ không thể chơi được cái thể loại khác luôn ấy. Rồi, lãnh chúa tăng cấp level 20 này. Đấy, đi làm nhiệm vụ lại huấn luyện bộ binh tiếp. Chúng ta sẽ đi huấn luyện nhá. Đấy, huấn luyện này nó sẽ có thời gian. Mất 10 phút cơ. Vượt ải chiến dịch. Rồi, như vậy thôi. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng trải nghiệm và giới thiệu cho mọi người về một tựa game chiến thuật sắp được phát hành tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Đế Quốc Cuột Khởi, đến từ ngành Mục Game nhá. Đây là một tựa game mình thấy là nó mang hơi hướng của dòng game đế chế. Tất nhiên là không phải gameplay nó không giống nhá, nhưng mà là game chiến thuật thôi. Nhưng mà nó cho các bạn điều khiển 3 nền văn minh khác nhau, 3 nền đế chế khác nhau, thì cũng là khá là hay. Game có đồ họa đẹp, chi tiết. Với một con game màn hình dọc như này mình thấy là đẹp rồi. Và gameplay có rất nhiều tính năng hấp dẫn. Thì bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi thêm thông tin về nhà hàng Mục Game cũng như là tựa game Đế Quốc Cuột Khởi Mobile này nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kobe. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.